Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ấn Độ hướng về phía đông, giúp vị thế trung tâm của Việt Nam ngày càng được củng cố tại khu vực. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Quý vị thân mến, gần đây thì mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam đã diễn ra vô cùng tốt. Hai bên đã cùng nhau ký nhiều thỏa thuận hợp tác để cùng phát triển song phương giữa hai quốc gia. Và đặc biệt hơn thì mới đây, trên trang đầu của hãng tin The Sunday Guardian đã có bài viết nhận định về vị thế của Việt Nam trong chính sách đối ngoại quan trọng của Ấn Độ, khi cho rằng Việt Nam là trung tâm trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ. Thưa quý vị, Ấn Độ là một trong những nước đi đầu trong việc thực hiện các cải cách từ lâu đời, đặc biệt là trong chính sách đối ngoại. Trong đó, chính sách hướng đông LEP được công bố vào năm 1991 dưới thời Thủ tướng Narasimha Rao, được xem là chính sách đối ngoại hiệu quả nhất trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Sách lược này liên quan đến sự tham gia sâu rộng và liên tục với các nước Đông Nam Á trong lĩnh vực kết nối, thương mại, văn hóa, quốc phòng và giao lưu nhân dân ở cấp độ song phương, khu vực và đa phương trong giai đoạn đầu. Điều này đã được mở rộng về mặt địa lý đến Nhật Bản và New Zealand, bao gồm Đông Á và Nam Thái Bình Dương trong giai đoạn thứ hai. Chính phủ Narendra Modi đã nâng cấp LEP thành chính sách hành động hướng đông AFP vào tháng 11 năm 2014. Điều này phản ánh ý định tăng cường can dự của Ấn Độ trong khu vực bằng hành động thay vì tìm kiếm. Tất nhiên, Ấn Độ đã hoàn thành tất cả các thủ tục đối tác chuyên ngành của ASEAN năm 1992, đối tác đối thoại năm 1996, đối tác cấp cao năm 2002 và đối tác chiến lược năm 2012 để nổi lên như một trong những người chơi chính của khu vực. Mặc dù Myanmar được xem là cửa ngõ của Ấn Độ và Đông Nam Á về giá trị địa lý, nhưng Việt Nam mới là cửa ngõ của Ấn Độ và đáp ứng các nhu cầu về địa chính trị, an ninh, thương mại, văn hóa, năng lượng, quốc phòng. Quý vị thân mến, như Thủ tướng Modi đã chỉ ra trong chuyến thăm Việt Nam năm 2014, Việt Nam đã đi đầu trong việc can dự của Ấn Độ vào khu vực. Hai nước cam kết chia sẻ những mối quan tâm chung về an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và duy trì trật tự dựa trên luật lệ, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trên cơ sở hiểu biết chung và cùng có lợi, Ấn Độ và Việt Nam đã ký kết đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm mang tính bước ngoặt của Thủ tướng Modi tới Việt Nam. Đáng chú ý, Thủ tướng Modi nhiều lần khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ và là một đối tác quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nổi lên như một trong những cam kết chiến lược của Ấn Độ và Việt Nam. Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN đã nỗ lực hết sức để đưa ra tầm nhìn của ASEAN với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngược lại, Ấn Độ đưa ra sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để bổ sung cho nhau. Cựu đặc phái viên Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ chính sách hành động hướng đông của Ấn Độ và là cầu nối giữa Ấn Độ và ASEAN. Theo The Sunday Guardian, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã có những bước phát triển ổn định trong những năm qua, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Các nỗ lực song phương Việt Nam-Ấn Độ đã mang lại nhiều kết quả thú vị và hiệu quả hơn kể từ năm 2014 trong lĩnh vực khác nhau của lợi ích chung. Thương mại song phương lần đầu tiên vượt 14 tỷ đô la Mỹ so với thương mại năm 2013. Năm 2014 chỉ là 8 tỷ đô la Mỹ. Ngành du lịch đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về lượng khách hàng năm đến Việt Nam và các nước khác. Số lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam đã tăng từ 82.000 vào năm 2016 lên 196.000 vào năm 2019. Lần đầu tiên có các chuyến bay thẳng kết nối các thành phố lớn của Ấn Độ và Việt Nam. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo hai nước giữ gìn, vun đắp và liên tục phát triển. Có thể nói, quan hệ giữa hai nước có lịch sử 2.000 năm gắn với sự du nhập của Phật giáo từ Ấn Độ tới Việt Nam. Sách cổ ghi nhận việc một nhà sư Ấn Độ sẽ đến lập am tu hành tại núi Phật Tích Tiên Du, Bắc Ninh vào thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên. Dấu ấn đạo Hindu của Ấn Độ trong những di tích chăm ở miền Trung Việt Nam cũng là những minh chứng cho mối quan hệ này. Đến thời hiện đại, từ những năm 50 của thế kỷ trước,
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Sahara Nehru đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, bền chặt qua những chuyến thăm, tiếp xúc, vượt qua cả nghi lễ ngoại giao. Ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Nehru trở thành chính khách nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam vào tháng 10 năm 1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Ấn Độ tháng 2 năm 1958 để lại ấn tượng đặc biệt đối với bạn bè Ấn Độ. Kể từ đó, nhân dân Ấn Độ trở thành bạn bè truyền thống, tích cực ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc anh hùng của nhân dân Việt Nam. Như vậy, từ những năm 50 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đã khẳng định và phát triển tình hữu nghị thủy chung giữa hai dân tộc. Nhân dân Việt Nam ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ tích cực của Ấn Độ trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước Việt Nam sau này. Ngày 7 tháng 1 năm 1972, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn quyết liệt, Ấn Độ và Việt Nam tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, bất chấp sức ép của các thế lực thù địch. Trong hơn 4 thập kỷ qua, hầu hết các lãnh đạo cao nhất của Ấn Độ và Việt Nam, dù xuất thân từ chính đảng cầm quyền nào, với những quan điểm chính trị khác nhau, cũng đều có những bước đi thiết thực tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Các tổng thống Dongada Parasparama, các thủ tướng Sierra Nehru, Narendra Modi đã đến thăm Việt Nam với những thông điệp hòa bình. Các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam xuất phát từ sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau đều thực hiện các chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ. Những chuyến thăm gần đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, năm 2007, hai bên tuyên bố chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đặc biệt, quan hệ song phương được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện tháng 9 năm 2016, phản ánh sự phát triển sâu rộng, tin cậy và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Năm 2017, hai nước đã tưng bừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Ngày 7 tháng 1 năm 1972, ngày 1 tháng 7 năm 2017, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, tháng 7 năm 2007, tháng 7 năm 2017, một năm nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tháng 9 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017 là những dấu son quan trọng đánh dấu một chặng đường phát triển bền vững và mở ra giai đoạn mới trong quan hệ phát triển giữa hai nước. Trong giai đoạn hiện nay, quan hệ chính trị tốt đẹp được thúc đẩy vào mối quan hệ tăng cường trong thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng. Ngày nay, chính phủ Ấn Độ coi trọng quan hệ song phương với Việt Nam trong bối cảnh mới của chính sách hành động hướng Đông của Ấn Độ. Quan hệ chính trị giữa hai nước phát triển tốt đẹp, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và thực hiện các cơ chế hợp tác chặt chẽ, gồm cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Ấn Độ về khoa học, kỹ thuật và văn hóa, giáo dục, gọi tắt là Ủy ban hỗn hợp, họp luân phiên 2 năm một lần ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao, tiến hành được 15 kỳ họp. Cơ chế tham khảo chính giữa hai bộ ngoại giao tổ chức họp luân phiên tại mỗi nước và tiến hành được 9 phiên họp. Cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai bộ ngoại giao ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao đến nay đã họp 6 lần. Quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt. Hai bên nâng cấp cơ chế đối thoại quốc phòng cấp Thứ trưởng lên cấp Bộ trưởng. Tháng 6 năm 2016, hai nước thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng năm 2003. Đến nay đã tổ chức được 9 phiên họp. Hợp tác quốc phòng hai nước đã được mở rộng trong cả 3 quân chủng hải quân, không quân, lục quân và tập trung vào 3 lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng và tàu thăm viếng. Hai bên đã ký kết chương trình hợp tác về các vấn đề gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và thảo luận kỹ thuật về chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự. Hợp tác an ninh hai nước được tăng cường trong các lĩnh vực chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phòng chống tội phạm, khoa học hình sự, phòng chống ma túy, chống khủng bố. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an và Cơ quan An ninh Quốc gia Ấn Độ tháng 9 năm 2016, bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng tháng 9 năm 2016.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!